Nam mô thập phương thường tổ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại bi đạm địa đại thánh đại từ bổn tông địa tạng Bồ Tát Ma Tát, nam mô tuyên hóa Bồ Tát, nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, con cũng thỉnh kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện. Kính địa tạng Bồ Tát bổn nguyện, nguyện thường kính địa tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông tới cung trời đao lời khẩn thứ nhất Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này một thuở nào tại cung trời đao lời Đức Phật vì thẳng một vào thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả Đức Phật đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới vừa xuống điều định hội họp tại cung trời đao lời rồi đồng thấy người rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong người đạt mục được mà hiện thức đại tỷ hệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Để điều phục chúng sanh các đường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui, khen xong chư Phật điều sát thì giả tỉnh an Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra đất nhìn vầng mới sáng rỡ, như là vầng mới sáng rỡ đầy đủ, vầng mới sáng rỡ đời từ bi, vầng mới sáng rỡ đại tỷ bề, vầng mới sáng bạc nhạc, vầng mới sáng tam muội, vầng mới sáng rỡ đại kiệt tường, vầng mới sáng rỡ đại cửa đức, vầng mới sáng rỡ công đức, vầng mới sáng rỡ đại quy, vầng mới sáng rỡ đại tạm thắng. Khi Đức Phật phát ra bất cả thiệu cần mới sẵn lợi như thế, rồi là phát ra các thứ tiếng rất ví dụ như là tiếng bổ, tiếng đồ, tiếng kỳ dễ, đồ tiếng nhận, tiếng đồ, tiếng tính, tiếng đồ, tiếng thân, tiếng đồ, tiếng bạc nhạc, đồ tiếng vị xạc, tiếng vị xạc, tiếng giả thọc, tiếng vô lầu, tiếng vị huệ, tiếng sứ tử hóng, tiếng là sứ tử hóng, tiếng mới sấm lớn. Từ vòng người học, khi Đức Phật phát ra bất cả thiệu tiếng ví dụ như thế không, thời có vô lượng ớt, trời rồng thủy thần ở quả ta vào cùng bản lực tấn hạnh cũng định người hoặc là cũng trời đá lời. Như trời tử thương thương, trời đau lời, trời túi mời duyên, trời đấu xuất đà, trời hỏa lạc, trời táo họa, trời tài, trời phạm, trời đại phạm, trời phạm thù, trời địa phạm, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời thiệu tình, trời vô lượng tình, trời biển tình, trời cực sanh, trời cực ái, trời quả quả, trời miễn sức, trời miễn sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô diệt, trời tiền kiến, trời tiền thiệt, trời sắc thủ cảnh, trời tăng thế tự la, thế định trời thiếu tượng, thiếu tượng sự, tất cả thiếu tượng nhóm tượng, trời đồng thủy thần đều để nữa học. Để có các vị thần ở quả táo vàng cùng quả nhỏ phước khác hết thần biển thần sóng sóng cùng đọc thần ngũ thần đức thần sóng thần thần của mà thần tự ngài thần tự đến thần thứ phóng thần đến trời thần tự tấn vũ thần biết họ các vị thần biết hết điều định họp đất thực phạm thời bây giờ đất thực bọn ngài văn thù sư lợi phạm tướng tự đài bồ tát rằng ông có xem tất cả đất thực từ dòng quỷ thần đó ở thế giới này cùng thế giới khác ở quốc độ này cùng quốc độ khác ông có biết số bao nhiêu chăng ngài văn thù sư lợi bồ tát bạch cùng đất thực rằng bạch đất thiệt thôi người dùng thần lực của con tình đến số hình diệt cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài văn thù sư lợi bồ tát rằng hiện tại dùng Phật nhãn cũng không đếm xiết số thắng phong ngài điều của ngài địa tạng bồ tát hoặc là độ đương đổi chứa độ hoặc là thành tụ đương thành tụ chứa thành tụ. Ngài văn thù sư lợi bồ tát bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn từ kiếp lâu xa đến nay con đã tu căn lành những làm tỷ bố ngài nghe lời Đức Phật nói đó thời con tin nhận liền. Còn những hàng tiểu quả thăng thăng trời đồng chữ thần tạm hồi chúng và chúng sanh trong đời sau dù nghe lời thành thực của Như Lai nhưng chắc sinh lòng mấy người dù lại tuấn biết nữa cũng khó hiểu lắm cũng mong Đức Thế Tôn mở rộng những điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì là nguyện gì mà được sự không thể nghĩ bằng như thế. Đức Phật bảo ngài văn thù sư lợi Bồ Tát rằng tỷ như bao nhiêu cỏ cây lúa này làm rừng trái lão đạn được bùn bằng trong quả tam thiên đại thiên cứ một vực làm một số ngàn cứ một hạt cát có một số ngàn cứ một cát làm một quả nước rồi trong một quả nước cứ hạt bụi nhỏ làm một kiện mũi kiếp bao nhiêu hạt bụi nhỏ kiếp tốt kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả Phật đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ huống là những thuộc ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thăng tăng ở bất chi Phật. Này văn thù sư lợi quá thần thiện nguyện của vị Bồ Tát đó cũng thiện nghĩ bằng đến được trong đời sau nếu có trang tiền năng người thịnh được nào nghe danh từ của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiêm ngưỡng vậy là xứng niềm danh hiệu cúng dường những đến vẽ đắc sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát thời người đó một trăm lần sinh lên cung trời đã lợi không bao giờ bị lọt vào ác đạo trường giả từ phát nguyện này văn thù sư lợi tại có bất khả thiết bất khả thiết kiếm lúc sau về thuở trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trường giả tử lúc đó có đức thực sư từ phận tịnh của túc quảng hạnh như lai trường giả thử phải đức phật tưởng màu tốt đẹp nhìn phước trang với mấy bậc phải phật tu hành nguyện gì mà đạt tốt đẹp như thế khi ấy đức phật sứ tự phẩm tận của túc phần hành dưới đai bảo trường giả tự rằng muốn đạt được tấm hình tốt đẹp này cần phải tại có số kiện đâu sao đồ phật hết tất cả chúng sanh gì cũng phụ
Ngài vẫn thường xuyên được tự dạo tự nát sống liều phát hiện rằng tôi nguyện từ nay để sau khi tâm hiền quốc diệt nghệ chúng sanh mắc phạm thuộc của tâm sở đường tôi dạng bằng nhiều phương tiện làm chúng sanh được giải thoát hết cả rồi tôi mới thành Phật đạo. Bởi ở trước đất Phật sứ tự thuận tịnh của Tổ Tuần Hành Như Lai, Ngài phát hiện rộng lớn đó nên đến nay đã qua tâm hiền những mối ức tất cả tuyệt giác mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ của mẹ đã thuộc bức khả tứ nhị để kiệt lâu xa về thuộc trưởng rất rõ có đất Phật hiệu lệnh giải qua hình từ tại Vương Như Lai. Đức Phật đó có 400.000 muốn ức vô số kiếp trong thời tượng Phật có một người con gái dòng Bà La Môn. Nhiều đời nhiều kiếp chịu tội phu dài mà người đời tịnh lệ khi đi đường lúc nằm ngồi đều có yếu thiên thường khá hộ về. Bà mẹ người nghĩ tịnh tà đạo thường khinh khí ngô tăng bảo. Thuở ấy thẳng nữ dùng nhiều phương tiện để khuyến dụ bà mẹ người làm cho bà mẹ người xứng định kiến. Nhưng bà mẹ người yếu tính hẳn, chẳng bao lâu bà ấy kiếp thần thùng xa đỏ vào vô giả điều. Thẳng nữ biết rằng người này khi còn sống không tin luật nhân quả, chắc phải đem nghiệp quỷ mà vẫn còn đường ác. Hà nữ đàn đảm nhà đất sản sửa nhiều hướng hoa các đồ lễ vật cũng dường các chùa tạc thờ đất giả hóa định từ tài Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia, thầy đất Phật giả hóa định từ tài Vương Như Lai và các coi dung đủ các tôn nghiêm thẳng ngự, nhưng vừa ạc đừng tự Phật và xin lòng tình ngược từng người thầm rằng đất Phật là đừng đại giả nếu đất Phật còn tù ở đời đến khi mẹ tốt phúc tốt để vật họ thế nào cũng biết mẹ tốt thạc sắm vào chỗ nào. Nghĩ đến đó hà nữ buồn tuổi rơi lệ trong nhìn đường Như Lai mà lòng chuyện lửa mãi. Bóng tên ngươi không có tiếng bảo rằng, thẳng nữ đức quốc kia, tôi đừng có bị ai quả lắm, nay ta sẽ chỉ chỗ thạc sống của ngàn ngươi. Thẳng nữ chắc tay hưởng lên không hòa bảo rằng, đức thần nào đó mà giảm được lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi cứ nhiều ngày đến không biết đến đâu để gọi cho họ mẹ tôi thạc sống vào chỗ nào. Trên ngươi không lại có tiếng bảo rằng, ta là đức thực quả của giả quá đình từ tài đúng như là, mà ngươi đương kiếm bài đó. Thấy ngươi thương nhiều mẹ hướng thần lần dũng sanh, nên ta định dịp bảo. Thần nữ nghe xong liền tại xỉu, tiếng tay mình nghịch vì điều bị tổn thương, những người bên cạnh vội vàng bệnh gì. Một lúc sau thần nữ tỉnh lại rồi bạch đến như không rằng, cúi xin đức Phật xót thương, chỉ ngay cho con bị chỗ tạc xanh của mẹ con, nãy thương tâm con sắp chết mất. Đức Phật giả quá định từ tài Vương Như Lai bảo thần nữ rằng, cũng dường xong ngươi để mang mong trở về nhà, ngồi ngay thẳng tự niềm nhắn nhiều của ta, thời ngươi sẽ bị chỗ tạc xanh của mẹ ngươi. Lệ vật xong thần nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên ngồi ngay thẳng tự niềm nhắn nhiều đức Phật giả quá định từ tài Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Bỗng thể thân mình định bờ biển kia được trong điểm số sùng sục lại có những thủ gì bằng sắc bá nhã trên mặt biển chạy vào bên này số đuổi bên kia thấy những ta cùng gã số đến nghìn muốn hoặc kim hoặc nội bị các thủ nghiệp dần nhỏ ăn thịt lại thấy kiểu bị giả soát các hình thù định là lùng nhiều tái nhiều chân nhiều mắt nhiều đầu răng nanh chỉ răng vào miệng bạn nhòm ngừng cứ lùa những người tội hương thử dược chúng là chụp bắt người tội tổng cốc đầu chứng người tội là hình cảm muốn thử giọng giọng nhìn đâu. Lúc đó thánh nữ nâng sức niệm Phật nén tự nhiên không kinh sợ có một quỷ vương tên là Đô Đạt cúi đầu nên tiện hỏi thánh nữ rằng hay thay Bồ Tát người có duyên gì đến chỗ này. Thánh nữ hỏi rằng đấy là chỗ nào. Quỷ vương Đô Đạt đáp rằng đấy là tầng thế nhất phía tây của dãy núi Thiệt Vi. Thánh nữ hỏi rằng nghe tôi nghe trong núi Thiệt Vi có địa ngục thật có như thế không. Đô Đạt đáp rằng thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nghe tôi làm sao để địa ngục đó. Đô Đạt đáp rằng nếu không phải do oán thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều đề ra không thể đi đó được. Thành nữ hỏi quỷ vương có đọc rằng những cửa vì sao nữ trong biển này sốt sùng sục là có những người tù cung thủ dữ. Cô đọc đọc rằng những người tù trong biển này là những người tạo ác ở trong quả giếm vừa phù đề vừa mới chết. Trong 49 ngày không có người kể từ làm việc làm hầu phù vật cho. Lúc sợ người động chẳng làm được những lần nhiều phạt vì thế theo người ác họ lại lấy tạo ra mà họ bảo phục. Nơi đi một từ nhất gọi lừa quá biển này. Các biển này người muốn như tuần về phía đông lại có một cái biển lửa sư thẩm khổ gấp bồ với biển này. Phía đông của biển này lại có một cái biển lửa sư thẩm khổ càng tồi hơn. Đó là do nghiệp nhánh sâu xa của bác nghiệp mà cảm người rác đồng qua là biển nghiệp chỉ là bác biển này. Thành được họ thuộc đúng đặt rằng biển ngục ở đâu? Cô đặt đặt rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục số đến nghìn trăm một điều đi khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, thực đến có 500 chỗ không lượng sự khổ sợ, thực đến có nghìn trăm nhân nhiều không lượng sự thống khổ. Thành được là họ thuộc đúng đặt rằng duyên cỡ bị thân mộc của tôi mà cứ cường đấy nhưng không biết thần còn sát đỏ vào chỗ nào. Cô đọc phải thần nữ rằng thân mộc Bồ Tát khi còn sống quen làm nhà nghiệp gì. Thần nữ đáp rằng thân mộc tôi khi còn sống thường biết đến tà đạo thân chê ngô tâm bảo khoảng có thời tiết nhưng mà chẳng tính mở cứ cường đấy mà không biết thần còn đòi lạc vào đâu. Cô đọc phải thần nữ rằng thân mộc Bồ Tát tên họ là gì. Thần nữ đáp rằng thân phụ và thân mộc của tôi đều là dòng dọa và lá mông. Thân phụ của tôi nhiều là khí lá thiền kiến còn thân mộc của tôi nhiều là nghiệp để lời. Quỷ vương có đọc chết cái nước phản nữ rằng xin phản nữ trở về nhà để đem lòng thương nhớ mồn rồ quả lòng nữa. Tôi lựa việc để lời được xin đến cõi trời cách đế vắng này rồi. Nghe nói nhờ con cả người có lòng hiệu thuận. Vì mẹ mà sẵn sự lệ vật tú tạc phục lành cũng dân cho thác thời đức giác quá định từ tài Vương Như Lai. Chẳng phải đến với mọi người vốn đã được thoát khỏi địa ngục mà những tội nhân ngôi giả cũng được ăn vui đồng đẳng thoát sánh cảm. Mà sống quỷ vương có đọc chất tế tạo phần lực màu gạo lưu và giờ thẳng lưu dường chất kiếm bao chật tình việc đó việc đó. Bèn đội trưởng tượng đức thực giác quá định từ tài Vương Như Lai phạm nguyện rộng lượng rằng tôi nguyện từ nay đến bời biển nay những chúng sanh mắc phải trong cuộc tôi dùng nhiều phương trượng để cầu vật tất cả chúng sanh được giải thoát. Đức Phật bảo ngài đại trị bóng thù sứ lời Bồ Tát rằng quỷ vương có đọc chính là ông tài thuộc Bồ Tát.
Còn Thánh Đức Bà La Môn chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm một hết. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tuyền Hóa Bồ Tát, Nam mô Bồ Tát Chư Tôn Bồ Tát. Con xin tiếp tục đọc phẩm thứ hai. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phân thân tập hồi phẩm thứ hai, quả thân cùng quyển thuộc. Lúc đó, phân thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở tất cả các nơi có địa ngục, trong trong nguyện bất cả tư, bất cả nguyện, bất cả lượng, bất cả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều để nội học tài cúng trời đa lời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó cùng những chủng được giải thoát ở chỗ nghiệp đàm mười phương cũng đồng đều để nguyện mở kế thác, cũng đồng cầm hướng hoa cũng dường Phật. Nguyện chúng cùng phân thân đó thải được Ngài Địa Tạng Bồ Tát giải hóa các tù nơi đà bốn còn thời việc. Những chúng đó từ kiếp lô xa, rồi lăn trong vòng sanh tử, chịu những sự thống khổ không ngừng nhất. Do lòng từ bi lớn và thầy người sâu dài của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều được đào quả. Đại chúng đó khi đến cúng trời đáp lời, lòng họ vui mừng hớn hở, diêm nghệ Đức Như Lai mắt nhìn mặt không rời. Đức Phật an ủi ủy thác, bây giờ Đức Phật dưới cảnh tái sắc vàng xoa đảnh hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong trong mình bất cả thứ, bất cả nghĩ, bất cả lượng, bất cả thuyết, vô lượng vô số thể dễ mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược giả hoại những sanh cao cường như thế để điều phục lòng chúng nó bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo thành ác, muốn hóa đồ chúng đó ta phải lập ra nghìn trăm ước thân, lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người tâm tịnh sáng lẻ nghe pháp của tha thời tín nhiệm liền, hoặc có người tập khuyên bảo mới thành tội được hoàn toàn, hoặc có người về tội nghiệp quả nặng chẳng đánh lòng tỉnh tín ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân đồ tọa chúng sanh một một sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc ra thân gái, hoặc ra thân trời rồng quỷ thần ao ngoài sóng thời suối, hoặc hiện ra thân thiên mỹ, hoặc hiện ra thân thần vương, hoặc ra thân quân vương, hoặc ra thân quốc vương, hoặc ra nghệ phụ, hoặc ra cả hàng công thuộc, hoặc ra tỳ kheo đi u bà tắc u bà di, nhìn đến hiện ra thân của thâm tâm ra hàng bất chi Phật Bồ Tát, chớ chẳng phải đến gì hiện ra thân Phật được chúng thân đâu. Địa Tạng ông xem ta trải qua số kiếp nhọc nhằn, đồ tọa cũng sanh tăng cường khó phát hỏa như thế. Ngoài ra những chúng sanh với điều cũng được thời phải khen nghiệp mà thò lại vào bảo để khi chúng đó đòi vào được áp lực thời phóng nhanh nhìn đến ta ở cung trời đáp lời ứng thường phật trước đây mà đặng đồ chúng sanh đó làm cho tất cả chúng sanh đức quả ta bà thỉnh khi ngài Di Lặc thành Phật đều đặng đồ tọa cả đời phụ lập phật thọ kỹ. Bây giờ những hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở tất cả các thế giới hiệp chúng là một hình rơi lệ rồi bạch cùng Đức Phật rằng bất cứ tôi từ kiếp lâu xa đến nay con được thể tôn tiệp đồ dắt dìu làm cho con có thể lập chẳng thể nghĩ bàn để điều trị về lòng lớn. Con phân hiện ra cùng trăm nghìn mức hàng hà sát thế giới, trong mỗi thế giới hiện ra trăm nghìn thân, mỗi thân hóa đồ trăm nghìn mức người, làm cho quyết tỉnh vô tâm mọc khỏi vòng sinh tử hưởng vui nợ bàn. Trong Phật pháp nếu có chúng sanh nào làm việc lành bằng sợi lông dọn được của cả mọi tuổi hoặc chỉ bằng sợi lông tóc, con cũng nhiều đồ thoát lần lần làm chúng sanh đó được nghiệp lớn. Quỷ mong Đức Như Lai, giờ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Quỷ mong Đức Như Lai, giờ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, ta hỗ trợ ông được toàn nguyện, từ kiếp lâu xa đến nay các người rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, để ông chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm hai hết. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Uy Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin cung kính đảnh lễ và đọc phẩm thứ ba Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quảng chúng sanh nhập viên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi, lúc đó Phật Mẫu là bà Ma Gia Quân Nhân tiếp ta cung kính thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giác chúng sanh trong quả duyên phù đề tạm nghiệp sát thạc tạm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong mười phương thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thờ có địa ngục, hoặc nơi thờ không có địa ngục, hoặc nơi thờ có nữ nhân, hoặc nơi thờ không có nữ nhân, hoặc nơi thờ có Phật pháp, hoặc nơi thờ không có Phật pháp, dựng những thanh văn la hán bất chi Phật Bồ Tát cũng sai khác như thế, để chẳng phải đến gì, thì một sai khác ở đâu? Bà Ma Gia Quân Nhân hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát,
tôi muốn nghe tôi báo trong quả như phù đề để chiếu cạn, để áp đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thánh giả, trong mong ngài lòng mới nhận lấy, tôi sẽ nói lời việc đó. Thánh giả, đáp rằng xin thánh dự, thân thánh giả cho Bồ Tát lực thuận. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thứ thành mẫu rằng, chánh nhiều của những tội bào trong quả diêm phù đề như dưới đây, như có chúng sanh nào chẳng hiểu thuận cho mẹ, giờ liền diệt hại cho mẹ, kẻ đó với đòi bầu vô giả địa ngục, trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm Phật bị thương, chạy máu, chẳng kính kính diệt, chế ba giả pháp, kẻ đó phải đòi vào vô giả địa ngục, trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được. Như có chúng sanh nào sống tổn thường trụ ốc phạm tăng ni gây tự tình dâm loạn trốn trốn chùa chiền hoặc diệt hoặc hại, chúng sanh đó phải đòi vào vô giả địa ngục, trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được. Như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn, kỳ thực tâm chẳng phải thầy sa môn, tại phạm giới luật gặp gặp hà vật y tạo nhiều tội ác, kẻ đó phải đòi vào vô giả địa ngục, trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được. Nếu có chúng sanh nào tồn các tài vật được đồ ăn uống của thường trụ hoặc không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đòi vào vô giả địa ngục, trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm tội trên, thời phải đòi vào địa ngục một ngũ giáng, muốn cầu tạm ngừng giết cho một niềm cũng được. Bà Ma Giang Hư Nhân hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát, thế nào là vô giả địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục trong đủ thứ vi, lớn có 18 chỗ, bậc đến có 500 chỗ, danh hiệu riêng khác nhau, bậc đến có 1.000 danh hiệu riêng khác nhau, nói để địa ngục ngũ giáng đó, giả thành ngục rồng thánh tạm muốn giận, thành bằng sắt áo muốn giận, không có lần nào hội đồng. Trong một là có những địa ngục nhỏ dưới tiện nhau đều có sánh hiệu danh hiệu khá khác. Liền có một sự ngục tính là vô giả, ngục này tới quý tạo muốn dầm thành cao hơn một con dầm toàn bằng sức cạp để tẻ cỡ xuống trên xuống dưới. Trên từ ngục lại có rắn sắt, chỏ sắt, khuôn lửa đối nhau, kẻ rõ bên này, xuống được sang bên kia. Trong ngục lại có một giường rồng khắp muôn dầm, một người thọ tội từ thể thân mình được cả giường. Quân nghìn người thọ tội cũng từ thể thân mình được cả giường, đó là do tội nghiệp mà cảm vừa ra như thế. Là nhiều người tôi chịu đủ sự khổ sở, trăm nhìn quỷ già xoa cùng các loại ác quỷ, răng nanh bén nhọn ngầm gương, ánh mắt kiểu sáng nghĩa chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng bầm chặt, lại có quỷ già xoa khác cầm chẻ bá lớn bằng sắt đấm vào mình người tôi, hoặc đấm trúng miệng mũi, hoặc đấm trúng mừng lưng, rồi lên như không lại chẻ bá hững xuống trên giường, lại có dầu hấu bằng sắt bộ mắt người tôi, lại có rắn sắt cắn đầu người tôi, nơi lỏng độ cấp thân kéo lưỡi người tôi ra. Mà cài bừa trên đó, lưới kẹo người tôi, nước đồng bộ miệng, giấy sắc nóng cũng thấm người tôi lại, mỗi ngày mỗi đêm. Mỗi lần chết, mỗi lần sống lại, không lúc nào muốn há ra khỏi được. Lúc thế giới này hứa hoài là sinh vào địa ngục thế giới khác, lúc thế giới khác hứa hoài là sinh vào quả khác nữa, lúc quả khác hứa hoài là sinh vào quả khác. Lúc thế giới này thành sống, thờ trở về thế giới này, nhưng tôi bảo trong địa ngục vô giảng như thế đó. Tại địa ngục đó có 5 điều nghiệp cạn, nên gọi là vô giảng, 5 điều đó là những gì? Một là tội nhân vui trong đó chịu khổ ngày một đêm, trải qua kiếp không dễ ngừng nước, nó gọi là vô giảng. Một người thọ tội thể thấn được ở ngục, mỗi thân người tội cũng thể thấn mình để chụp cả ngục, đó là nên gọi là vô giảng. Nhiều khi tôi nên tội nhân như chỉ ba gầy dầu hấu trắng chỏ sáu của già cổ say cứ rờ nhỏ mát chọn dầu xuống dây sắt lửa sắt ngựa sắt giá sóng lần đầu lượng sắc nóng rồi thân đó thời ác hoàng sắc nóng hạ thời uống được sắc xuống từ năm tròn kiếp đến bốn tròn khô kiếp sự khô từ nỗi tiếp nhau không một giấy người nước không gọi là vô giảng không luận là mường mạng mọi rợ già trẻ sáng hay trời rồng quỷ thần hệ ghế tội điều đồng chịu khổ nên gọi là vô giảng. Nếu người nào bị đọa về địa ngục từ khi mới vào cho đến trải qua trăm nghìn kiếp chịu khổ ngày lẫn đêm muốn làm chết muốn lòng sống lại muốn cầu tạm ngưng giấc cho một niềm cũng được trừ khi tội nghiệp thứ hiện mới đàng hoàng xong. Do vì lại mình lại nghiêm ngang đó nên gọi là vô giảng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với thánh mẫu rằng, nó số lượng địa ngục vô giảng như thế, nếu nó rộng ra ở tới những khi cụ đến hình tội nhân cùng sự thống khổ, điều là số của kiếp cũng hiện. Bà Ma Giao Hư Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khuôn sẽ bắt đầu chấp tay đền lệ Phật mà lui ra. Tận lệ Bồ Tát mà lui ra, kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện phẩm ba hết. Hôm nay con xin đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện tiếp tục phẩm thứ tư. Nghiệp cảm chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát công chỉ. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng với Phật rằng bạch Bất Thể Tôn, nay con nước oai thần của Như Lai nên chia thân này ra trăm nghìn bậc thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh vì nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại thừa của Như Lai, thời chẳng thể biến hóa ra thể được. Nay con lại được Đức Như Lai phó chúc, từ nay đến ngày A Di Đà thành Phật, làm cho
chúng sanh trong số đường đồ đàng đồ thoát, xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hiểu lo. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, chúng sanh có quả duyên Bồ Đề tỉnh thức của nó không định, thể quán làm dự cái thành nghiệp có dự, còn quán làm lành cái thành quả bao làm lành cũng làm dự tùy theo cảnh duyên mà sanh nó tăng lượng, dù nhận sự thống khổ không ngừng dứt, mấy lần dưỡng ngài nhiều như với trừng, bị loài cả loài bơi trong lưỡi theo dòng được chạy, hoặc được tạm ra rồi mắc vào lưỡi vì thì ta phải lo nghĩ chúng sanh đó. Đời được ông đó đạt lập nguyện tại quá nhiều kiếp của vật hết tất cả chúng sanh mắc phải thổ khổ, thời ta còn lo gì? Đền Từ Tài vương bạch hỏi. Khi Đức Phật nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Đền Từ Vương bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhiều kiếp từ kiếp lâu xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện gì mà nãy được Thế Tôn ứng cử người khánh như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn lượng nói cho. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: lòng ngay phải kẹo xí xẹt đó, ta sẽ vì ông bà dài bài rò rằng ông vô lực lớn cừng, vô lượng vô số kiếp về quả khứ, vô lượng vô số nói với thái bất thời kiếp về quả khứ, còn Đức Phật ra đời nhiều là nhất kiếp bị thành tù như lai ứng cúng biển chánh đi hạnh túc để giác đạt vô điều suy điều người trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu mức kiếp, khi chưa xuất gia ngài làm vô lượng nhỏ kiệt bằng cùng vô lượng lớn cừng, hai vô cùng thực hành mười hành làm để làm lợi ích cho nhân dân, nhân dân trong hai nước đó phần nhiều tàn nhiều tội ác, hai vô cùng nhá bèn tỉnh hướng dẫn rất nhiều nhân dụng ấy. Một ông phạm nguyện tôi nguyện sửa Phật để cứu vớt tất cả chúng sanh giải thoát không còn thừa, một ông phạm nguyện như tôi chẳng đổi được những kẻ mắc phải tội khổ đều được ăn uống chứng quả bồ đề, bồ đề tôi nguyện giới thiệu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: ông vua nguyện sửa Phật đó chính là nhất thiết để thành tựu Như Lai. Có ông vua phát nguyện chế độ hệ chúng sanh mắc phải tội khổ tiêu trừ thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát mới về. Có một cụ mẹ lại vô lượng vô số kiếp về quả khứ của Đức Phật đã đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời tường Phật. Có một vị lá hạn phước đức cụ đồ chúng sanh, nhân vì đi tuần từ giáo hóa mọi người, lá hạn gặp một người nữ tên là Quán Mục. Quán Mục sẵn sự đồ ăn cũng dường lá hạn, lá hạn thọ cũng xong rồi hỏi nàng muốn những gì. Quán Mục thưa rằng: ngài thân mẫu tôi quốc, tôi làm nhiều việc thiện để cứu vớt thân mẫu tôi, nhưng không biết thân mẫu tôi khác sanh vào chỗ nào. Lá hạn cảm thương bèn nhiệt tình quán sát, thấy bà mẹ Quán Mục bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. Lá hạn hỏi Quán Mục rằng: mẹ ngươi khi còn sống quên làm những nghiệp gì mà nấy đào đò rò vào địa ngục khổ sở như thế? Có một thưa rằng: ngày còn sống mẹ tôi chỉ ưa ông thịt loài cá trần, hoặc là cá con rồi trần con rồi chiên rồi nấu mà tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trần người đã ăn thời đến nghìn muôn, xin trung giác xót thương chỉ dạy phải làm cách nào để phù hợp thân mẫu tôi. Là hạng xót thương bạn chỉ dạy phương trước, người khuyên có một rằng: ngươi hãy đem lòng chỉ thành mà niệm Đức Phật thánh tình Liên Hoa Mục Như Lai và vài đắp hình tượng Phật, thời kẻ còn gây mất điều được lợi. Quán Mục nghe xong liền xuất tiền của tàu thiền Phật mà thời cúng, này là đáng lòng chiếm ngược than khóc, chiếm ngược hình tượng Phật để đỏ nằm trên bao thể thức Phật sắc vàng như hòn núi tu di Phật phóng ánh sáng mà bảo Quán Mục rằng: chẳng bao lâu nữa thân mẫu của ngươi sẽ thác sanh vào nhà ngươi. Khi vừa bước đó lần thờ liền việc nói, sau đó đưa tới gái trong nhà sinh một đứa con trai giờ đầy 3 ngày đã việc nói, đứa trẻ buồn khóc mà nói với Quán Mục rằng: nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải từ nhân lễ quả báo, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chỗ tối tăm, từ khi bệnh biệt người tôi phải đọa vào đà địa ngục, nhờ phước đức của người nên nay làm cả hà tiện, nhưng số mạng ngã ngũi năm 13 tuổi để đọa vào địa ngục nữa, người có phước thể gì của vợ cho tôi gặp phải khổ sở. Nghe đứa trẻ nói, có một điều chắc là mẹ mình ngày ngày ngào khóc lóc mà nói về đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi thời phải biết quên làm nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Điều trẻ đáp rằng: do hai tội giết hại sinh vật kia bao nặng nghiệp màu thọ bỏ khổ, nếu không nhờ phước đức của người cụ nàng của tôi thầy vẫn chưa thoát khỏi khổ. Có một phải rằng: những tội báo trong địa ngục ra làm sao? Điều trẻ đáp rằng: những tội báo trong địa ngục nói ra càng bất nhiệt, điều nó cả trăm nghìn kiếp cũng thể hiện được. Quan Mục ngay xong than khóc rơi lệ đồ bạch dữ không rằng: nguyên cái thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mà 13 tuổi, không còn rồng bồi cũng còn đò và ác đạo nữa, xin chư Phật mười phương xót thương chứng minh cho tôi vì mẹ tôi mà tôi phạm người lòng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng ta đồ và hàng hòa tiền cùng thân gái cũng còn đò và ác xấu đó nữa, có được trở từng Đức Phật thanh tình Liên Hoa Mục Như Lai phạm người lòng lớn rằng: từ nay về sau trong những thế giới nào mà có chúng sanh mắc phải tội khổ cùng ba ác đạo, tôi phù hợp tất cả chúng sanh đó cả phải địa ngục xuất sanh hòa quỷ, những kẻ mắc tội khổ như thế thành vật cả rồi, về sau tôi mới thành vật chánh giác. Quan Mục phạm nguyện xong liền nghe tiếng Đức Phật thanh tình Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này Quan Mục, ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát bà mẹ ngươi khi mạng 13 tuổi, thả sanh vào người phàm chỉ sống lâu sống tuổi, sau đó vãng sanh vào quả nữ vô sống lâu số không thể tính kể, rốt ráo thành Phật rồi nhiều hàng trời người như số các sông hằng. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: vì lá hạng phước làm đồ cho Quan Mục thổ đó tính là ngài vô tình ý Bồ Tát.
mẹ có một chỉnh là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn có một chỉnh là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thề nguyện làm lại chúng sanh trong đời sau. Nếu có chúng sanh nào không làm lành mà làm ác, cải chẳng tín lục nhân quả, tại tà dân bồng ngữ lượng thiệt ác khẩu kỵ bản đại thừa, những chúng sanh đó chắc phải đọa vào ác đạo. Nếu gặp hàng thiền trí thức khuyên bảo quý Ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khảnh móng tay, thời người đó liền tỏa thuộc khổ nó vào ác đạo. Nếu có người nào có thể quy kính cùng dân cũng đồ ăn uống các thứ trên báo, thời người đó trong nghìn vàng tìm biết được sinh lên quả trời thực sự vui thẳng nhiều, hoặc lúc phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian cũng là một việc không hơn trong trăm nghìn đời nữa đó của nguồn nhân quả của mình. Ngài định tại vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát có tâm đã từng làm để chúng sanh như thế, các ông là các bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền với bộ đồng ra. Ngài định tại vương bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hiểu lo nghìn quốc đại Bồ Tát cũng con có thể nương nó áp thần Đức Phật để tuyên lưu rộng kinh này lấy quả diêm phù đề làm để chúng sanh. Ngài định tại vương bạch cùng Đức Phật xong, chắp tay định tại Phật mà đưa ra từ thiên vương hỏi Phật: bây giờ bổn thiên vương đồng từ chỗ người đừng dậy quyết của chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện rộng lớn, tại sao vẫn còn chưa được hết? Ngài lại còn phát nguyện rộng lớn hơn nữa, cúi xin Thế Tôn dạy chúng con rõ. Đức Phật bảo bổn thiên vương rằng: hay thay lai hay thay, nay vì lễ chúng sanh ta cùng các ông cùng chúng thân nhân hiện tại vị lai mà nói nhận hướng tiền của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề như thế để ta bàn này, vì lòng từ mẫn của Phật tất cả chúng sanh bất khả thủ cố. Bổn thiên vương bạch cùng Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe hướng tiền giáo hóa. Đức Phật bảo bổn thiên vương rằng: từ kiếp lâu xa đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ khắp chúng sanh vẫn còn dưới mạng nguyện, Ngài thương xót chúng sanh trong đời này lại còn quan sát vô lượng kiếp về sau, tội lỗi ấy cứ lấy dây mà không dứt. Vì lẽ đó Ngài phát ra lời trường nguyện: Địa Tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề nếu thị giữa ta bà này dùng trăm nghìn phương tiện giải hóa chúng sanh này của ông thiên vương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ giết hại sinh vật, thời ngày đó bảo ước lùi đời được mà phải chết chịu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngày đó bảo nghèo cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngày đó bảo làm xét thọ bờ cứu ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngày đó bảo thân quyền tình giống nhau. Nếu gặp kẻ thân chế, thời bảo không lượng nhân lực. Nếu gặp kẻ nóng dừng, thời bảo xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sạn, thời bảo cầu bổ không toàn nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô đồ, thời bảo đoạt các nhiều bình. Nếu gặp kẻ buông lung sâm bằng, thời bảo kính hạ điếu của mắc mạng. Nếu gặp kẻ ăn ở trại nghịch cha mẹ, thời bảo trời trú bất lực. Nếu gặp kẻ đột nổi rừng cái cọt, thời ngày bảo quần bế định chỉ. Nếu gặp kẻ cha gẹ mẹ gẹ ăn ở độc ác, thời ngày đó bảo sát sanh nhiều đời bị rõ bọt. Nếu gặp kẻ dùng lửa bắt chân non, thời ngày bảo phục thuộc kiết liệt. Nếu gặp kẻ vì bản tâm bọt, thời bảo đuối điệp chân hồng. Nếu gặp kẻ chế bao giả pháp, thời bảo trở lại ở trong loài ác đạo. Nếu gặp kẻ ô phạm người hành thánh tình của bảo tâm giang, thời bảo ở mà trong loài sát sanh. Nếu gặp kẻ làm pháp của tôn trừ, thời mặc trong loài ở địa ngục. Nếu gặp kẻ ô phạm người hành tinh từng của bản thân nhà, thời bảo trong loài sát sanh. Nếu kẻ dùng lưỡi đập xối chạm chặt diệt hại sinh vật, thời bảo lúng hồ thường màng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phải giữa thành trao, thời bảo cầm thủ được khác. Nếu gặp kẻ phung phí và của cải một cách phi lý, thời ngày đó bảo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao cao kế màng cũng cao, thời bảo hèn hà bề các sai kiếm. Nếu gặp kẻ ghế của đấm học, thời bảo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiếm mới tiến, thời bảo sát sanh nhớ lắm. Chúng sanh những chúng sanh nó quả như của đề từ thân tạo ý, tạo ác kết quả trăm nghìn sự bỏ ứng như thế. Nói chỉ nói sơ lược thôi. Nghiệp cảm chúng sanh Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương tiện giải hóa. Đó, những chúng sanh đó trước hết bắt phải thuộc cuộc sau về bà đi một không lúc nào gặp phải. Vì thế các ông là các bậc khổ vệ cùng bảo trợ các nước chở những để những nghiệp chuyện đó làm đến gặp chúng sanh. Bộ ông thiên vương nghe xong thang khởi rơi lệ chắc tay định lễ Phật mà đưa ra kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường hết. Bộ nguyện Địa Tạng đáng lời thế cung thần thống hiện hóa đầu cầu mong đời ngũ trực của thông chúng sanh cao cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô đại nguyện Địa Tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng vương Bồ Tát. Chúng con xin cung kính đảnh lễ kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường. Kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền trung. Kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện danh hiệu địa ngục phẩm thứ 5 phổ hiền hỏi. Lúc đó Ngài phổ hiền Bồ Tát thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giác, xin Ngài trời rồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục là nơi thọ bảo và chúng sanh mắc phải thuộc khổ trong quả diêm phù đề ở thời tới ba này, và nói những quả báo không lành làm tất cả chúng sanh trong đời mặc bảo sau này biết rõ những quả báo đó.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, nếu tôi đứng ở thượng Đức Phật và ở lực nhân giả mà nói danh hiệu địa ngục cùng tôi bảo và bảo danh hiệu địa ngục, thưa nhân giả, phương đông của quả dương phù đề có dạng núi tên là Thiệt Vi, dạng núi độc tổ thâm thẳm, trong đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn quả là cực vô giá, đây có địa ngục đá tì, đây có địa ngục tự giác, đây có địa ngục họ tiện là ngục lý giác sơ, đây có địa ngục thông thương, đây có địa ngục thiệt xa, đây có địa ngục thiệt xa, đây có địa ngục thiệt ngũ ý, địa ngục thiệt lưng nực, đây có địa ngục thiệt lưu, địa ngục thiệt nghiệp, đây có địa ngục thiệt ly, đây có địa ngục cái dương đồng, đây có địa ngục bảo trụ, đây có địa ngục lũ họa, địa ngục tọa thụ, địa ngục cái tiêu cực, địa ngục là đạo nhạc, đây có địa ngục là thiệt khoảng, đây có địa ngục là tận lùng, đây có địa ngục là thiệt thù, đây có địa ngục đá sơ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những địa ngục như thế trong giải đủ thực lý có nhiều vô hạn, đây có địa ngục kiểu quả, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẩm liễu, địa ngục đồng toạc, địa ngục họ tượng, địa ngục họ cầu, địa ngục họ mạc, địa ngục họ ngu, địa ngục họ thật, địa ngục họ sàng, địa ngục họ lương, địa ngục họ ân, địa ngục lửa nha, địa ngục bạc bì, địa ngục ống thuyết, địa ngục thiếu thủ, địa ngục thiếu cước, địa ngục đạo thức, địa ngục thiệt ốc, địa ngục họ ốc, địa ngục họ la. Những địa ngục như thế trong một nghiệp lớn lại có những địa ngục nhỏ hoặc 1, 2, 3, 4, tới đến các nghìn danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng, đó là do những chúng sanh với quả dính phù đề tạo ác, làm điều ác nên cảm về đó những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sẵn về núi Tu Di, có thể sâu nhiều bằng cả, có thể ngăn chặn đầu thánh, vì thế chúng sanh trở nên thân điều quậy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù mạnh muốn cũng phải chịu lấy, như chỉ thân như cha với con, mỗi người theo nghiệp mà đi cạc đường. Dù gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương qua đường Đức Phật và mà nói sức lực như thế trong mong giả tầm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, dẫu từ lâu tôi đã biết tội báo trong ba đời ác đạo rồi, song tôi muốn nhân giả nói ra để tất cả chúng sanh có lòng hành ác sau này nghe lời dạy của nhân giả mà biết quy luật theo giả pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, cứ nhân giả nhận địa ngục, tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc là có đình, hoặc có địa ngục kéo người tội ra cho lựa người tội ra cho trong bảy người đến đó, hoặc có địa ngục moi tiếng người tội cho bị giả sợ ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu xuống sùng sục nổ thân người tội, hoặc có địa ngục đồ cổ đồng chạy bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục tầng bừng lời lẫn thất vào thân người tội, hoặc có địa ngục cả thân là bắn giả, hoặc có địa ngục vô hoàng đầu cùng tiệt, hoặc địa ngục lao gai thân sắc, hoặc có địa ngục đâm nhiều giả lựa, hoặc địa ngục chỉ đập gai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đột chân tay, hoặc có địa ngục cho nặng sắc quẩn cẳng, hoặc có địa ngục chúa đuổi chỗ sắc, hoặc có địa ngục động ác đuổi sắc. Thưa nhân giả, nhân giả như địa ngục như thể trong một ngục là có những khí cụ hình thành tội nhân bằng đồng bằng sắc bằng đá bằng lửa. Một khí cụ hình này là do hành nghiệp quậy ác của chúng sanh mà cảm tuổi ra. Nếu tôi thuộc rõ danh hiệu địa ngục trong một ngục có trăm nghìn sủa sợ cũng chỉ là nhiều ngục. Nếu tôi nêu oai thần Đức Phật và vì nhân giả hỏi nên nó sơ lược như thế, điều nào rộng ra cả thời cũng kiệt cũng thể hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Độ Nguyện phẩm năm hết. Như Lai tám tháng phẩm thứ sáu, lúc đó Đức Phật phóng ra đang nhìn với tia sáng lớn xoay khắp tất cả quả nước chư Phật và bà đài đúng rằng tất cả trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta là bay ráo bài ta người nghe ráo bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới không thể nghĩ bàn để cùng gặp tất cả tuổi phụ chúng sanh. Sau khi ta dập đổ thời các hàng Bồ Tát là sĩ các ông nên sử dụng nhiều phương dược để giữ gìn kinh này làm cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cảnh vui nước, được khỏi tuổi phụ mà những cảnh vui nước bàn phổ quảng thơ thịnh. Nói lời xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, nay con được Đức Thế Tôn người khen hóa thần không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát của mong Đức Như Lai. Trong mong Đức Như Lai vì tất cả chúng sanh trong đời sau mà nói những nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm được cho người cùng trời, làm cho trời đồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau tỉnh vấn lời Phật dạy. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng công tử đúng rằng, lòng nghe, ta sẽ bị các ông hoàn hảo sơ lược vượt đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muộn nghe. Phật dạy sự lợi ích, Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát rằng, trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mở chấp tay, người khen, đảnh lễ hoặc lễ một, thờ người đó tỏa quả tổ phụ trong 30 kiếp. Là vì điều này Phổ Quảng Bồ Tát trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một lần giết người một lần lệ thời người này 100 lần sinh lấy cung trời đó lợi không bao giờ bị đọa vào ác đạo được. Hoặc lúc ví dụ ngày kia vượt trời đã hết mà sinh xuống nhân gian cũng là một vị quốc vương không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân như có người được nào nhàn chán thân gãy hết lòng cũng dường các tường phệ Phật của Ngài Địa Tạng Bồ Tát các tường của bần đức đã kéo xuống đồng sắc ngày ngày dính qua ăn uống y phục cẩm lụa rừng phát tiền bạc vật báu cũng dường như thế mà không thôi. Người đó sau khi mạng thân gãi hiện đời trong tánh mình thì không thọ vào quả được có người lần lượt còn là thọ thân gãi trừ khi các người thọ thân gãi này của đồ chúng sanh nếu nơi cửa cũng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức trong tánh mình thì không thọ vào thân người được là nữa. Thân xinh đẹp là điều này của Quảng Bồ Tát
trong đời sống như có người nữ nào nhằm giảm thân gã xấu xí bệnh tật đối trước tượng của này địa tạng bồ tát mà tiến ngưỡng định lệ chừng trong thải bữa ăn thời người đó trong hình đoàn kịp được phát sinh và thân sinh đẹp không có uẩn lực người được xấu xí đó nếu như không nhằm giảm thân gã trong 31 đời được làm con gái nhà vua cho để làm đôi khi dùng dọn nhà quán lợn làm con gái là trường giả có tượng màu đóng trang xinh đẹp do nhờ lòng chỉ thành kiến ngưỡng lãnh địa này địa tạng bồ tát mà được phước như thế. Sáu quỷ thần phổ biệt là vị nữ này của quảng bồ tát trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào được trở thành người của ngài địa tạng bồ tát mà rồi các vị kỳ nhạc chấm ngang người khánh cũng dường thiền mọi một người cho đến nhiều người nhà người đó ở hiện tại đi lái được các quỷ thần ngày đến thường xuyên phổ biệt không để gặp việc gì thấy ba của người là kiều như ba vào bất ngờ bản thân cái mất tội là vì người này phục vọng bồ tát trong đời sống như có người ác hoặc ác thần quỷ nào để cải thiện nam người thiền nữ cũng kính quý y người khen cũng dường chiếm ngưỡng định lệ hình tượng ngài địa tạng bồ tát mà vòng khấn chế là không có công đức hoặc là không có lợi ích rồi là nhắm răng ra cười hoặc là chế sơ lưng hoặc là chế trực mặt hoặc là khuyến mượn người bạn người cùng chết hoặc là khuyến bạn một người cùng chết hoặc là khuyến bạn nhiều người cùng chết dựng đến sánh lòng chế ba trong từng một niệm nhận người như thế sau khi một nghìn đức phật hiền kiếp nhập diệt đã rồi vẫn còn ở mãi trong một các vị chiều khổ rất nặng qua quả hiền kiếp này mà được thọ thân vào ngạ quỷ một nghìn kiếp nữa bị thọ thân vào súc sanh rồi một nghìn kiếp sau mới thọ thân vào làm người dù làm người nhưng ở hàng bần cùng hà tầng thực nguyện điều sức bị nghiệp ác làm buộc không bao lâu là đọa vào ác đạo được này cổ quả khinh chế người khác cũng nhiều mà mắc tội nặng như thế cũng được là từ mình sinh khinh chế ác kiểu mà sinh vô tạo nghiệp này cổ tám tiêu tiêu trưởng lại điều này cổ quả bồ tát trong đời sống như có người nam người nào làm đó ổn nghiệp mãi đến giường của cầu sống muốn chết cũng được trong giấc chiêm bao thấy quỷ thần hoặc là thấy người thân thích trong nhà hoặc là thì bị bỗng đè hoặc đi trên đường nguy hiểm hoặc là thì thấy quỷ thần cũng biết nhận đấy tại quá trăm trải quá nhận đấy bình long bình bại trong giấc ngủ kéo rào thế tại quá năm tháng nhận đấy bình long bình bại trong giấc ngủ kéo rào thế phạm sở cổ đó là do nhân nghiệp đó do lượng là thân thích trọng nên người ở đó khó chịu hoặc khó lành mắc thầm tục của người nam người đó cũng hiểu rõ việc đó nên có thể đổi được cái phật bồ tát mà tùng có tiện tùng thứ này một việc hoặc là dành mọc ước tiện một người bệnh như ý phục nhà cửa ruộng vườn đổi được người bệnh mà lợi tiện sự nên rằng chúng tôi đến đọc họ đó ngay vì người bệnh đổi được tin tưởng đám vật cũng dường hoặc tạo thường phật hoặc xây dựng chùa tháp hoặc là mua thẩm đèn nhiều thức cũng hoặc là cũng vào bộ thường trụ cứ lợi tiện lớn như vậy ba lần cho người bệnh nghe biết giả sự thần thức của người bệnh đó đã giúp thời cứ một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày trước đến bảy ngày từ lượng tiền sẵn lớn như vậy và lượng tiền trong cái này người đó sau khi mạng chúng dù từ trước đó có vài đến năm tuổi có giảm cũng được phát khỏi hẳn họ sống đầu ở đâu cũng nhớ việc là trước của người là người thiền nam từ được từ mình biến chạy kính này hoặc bọn người khác biến chạy hoặc từ mình đắp vẽ hình tượng bồ tát hoặc bọn người khác vẽ đắp người đó sau khi thằng bỏ bỏ làm nhiều lời lớn này phục quả mình bồ tát trong đời sống như có người thiền nam thì được nào đọc tuần kinh này hoặc có người khen kinh này hoặc có lòng cúng kính để kinh từ ông muốn dùng trong niềm hướng diệu tiểu mọi người đó phát lòng siêu năng gửi đến tổ tích thời có thể được niềm công đức không thể bị bàn ở hiện tại vì lai chính siêu đường muốn lên lại điều này của quảng bồ tát trong đời sau như cửa người nào trong những ngủ hay chiêm bao mà thể quỷ thần hoặc là các thần thù là lồng hoặc buồn bã hoặc rầu rì hoặc là khóc lóc hoặc tán thở hoặc hạ thùng hoặc sợ sệt đó là do cha mẹ anh em chị em vợ chồng thân nguyện người đó có một đời người đời trong đời người đời bị đòi và ạc đạo chứ được phạt phải không biết trong đông và thiệt lực nào để phụ vợ khổ nào nên mới bị bắt vào với người có tình một chục đời được khẩu làm phương tiện gì để thoát khỏi nỗi khổ nào hoặc phải ác đạo này phụ quả ông nên dùng sức nói thần kiện hàng quyền thuộc đó đối được tiếp phật bồ tát mà có tiện tùng mà tùng tính là chỉ tấm tùng tính là một biển hoặc thịnh người khác đọc số ba biển hoặc mà biển những người mắc trong ác đạo kia những người thân quyền mắc trong ác đạo kia khi nghe đủ số này nếu sống sẽ được giải tỏa công chức vụ không thể mới hiểu về được mười khỏi nô lệ là vì điều này phục vọng bồ tát trong đời sau như có người hà tiền hoặc đỡ đa tờ gái những người không được quyền tự do đoạn nhận nghiệp trước đời trước cần phải sẵn hồi đó nhưng người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thấy tìm địa tạng bồ tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát một đúng nghĩa những người đó sau khi mạng thân hà tiền đời trong tăng nhận nghiệp được phát sanh vào bậc tôn vị không bao giờ bị đọa vào những khổ đã bạc đỏ mình một sinh con những lúc là điều này phục vọng bồ tát về trong khổ sống này trong cả hàng xã lời trường dạng bà la môn tất cả hàng người tất cả dòng họ những bậc khác nếu có người mới sinh không ngừng là con ta theo con gái ngồi trong bảy ngày vì điều trẻ đó mà tùng kính này kính một người này một miếng hoặc là thịt người khác đọc số ba miệng hoặc là nhờ trong hoặc trong bảy ngày niềm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát và cũng vì điều trẻ đó mà niềm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn miếng được thể đưa trẻ mới thời sinh ra đó dù đời trước đó nó có về làm chi cũng được ăn ủi nhiệt nuôi lại được thêm sống lâu còn nếu điều trẻ đó nếu nó cực lực mà thọ sanh nó sẽ được ăn vui hơn và sống lâu hơn 12 ngày tập trá đồng tính được phước lại về người này phục quả bồ tát có một tháng ngày 1 tháng 14 rằng 18 3 4 8 9 30
mình đến đây là mình kết nghiệp tội là nặng hay nhẹ nhất cử động niệm chúng sanh trong quả nhiên của đề không chỉ là chẳng phải tội của nơi lên những cái buông lúc sống bằng đồng cắt tạo đang trong đội về đời sau. Như có người nói người nào đổi trong 10 ngày đến đây có thể đổi được cái Phật Bồ Tát các vị chẳng thành đọc tụng cái này một điểm thời chỗ người đó trong bộ hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 ngày tuần không thể xảy ra việc tai nạn còn chỉ nhà cửa người đó trong 5 ngày 5 tọa phạm đạo. Trong 10 ngày đến đây nếu có thể tụng kinh này một biển thời có thể làm cho những người trong nhà có bị mình tự bất ngờ được áp mật cái dịch này của quả vì thế việc rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có tác nhiệm rất quá thần làm để chúng sanh như thế chúng sanh quả nhiên của đề có những duyên rất lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ để chúng sanh nào thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát nghe đến người Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này hoặc là một lời kệ một cuốn kinh thời người đó được sự an vui lạ thường trong đời hiện tại trong trong đời vì đang được tạo sanh hồi bậc tấn quỷ tinh thần sinh đẹp 13 danh hiệu kinh khi ngài Đức Phật tuyên bài lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ xong ngài phục quả Bồ Tát vì xuống chấp tay đặt cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn dù từ lâu có là biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể bị bằng như thế rồi xong con muốn tất cả những sanh hiểu rõ nên con mới hỏi Đức Như Lai vâng con cũng cung kính kính lời Phật dạy bạch Đức Thế Tôn kinh này có tên là gì và định có lúc bổ như thế nào Đức Phật bảo ngài phục quả Bồ Tát rằng kinh này có 3 danh hiệu một là Địa Tạng Bộ Nguyện Kinh hoặc là Địa Tạng Hành Kinh đấy là cái thứ hai hoặc là Địa Tạng Bộ Thể Lực Kinh đấy là cái thứ ba do từ nhập lâu sau ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện rộng lớn làm về chúng sanh như thế nên cả ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền pháp tính này ngay Đức Phật dạy xong ngài phụ quả Bồ Tát tinh chiếu chấp tất cả lời Phật mà lui ra Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát Nam mô Hộ Pháp Tiên Tôn Bồ Tát con xin kính chung đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát hồi nguyện phẩm thứ bảy kinh Địa Tạng Bồ Tát bồ nguyện lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy tiên tu thành đạo lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng bánh Thế Tôn con xem sạch chúng sanh trong sáu đường phân tâm đầu nguyện không chỉ là chẳng phải tội nếu gặp phật sự lần của thấm tục bắt đầu còn gặp dưới sự bỏ ác lại lần thêm lớn những hàng người này như kẻ đi mang đạo đi trong buồn lầy càng nặng nề không lần càng khổng đủ không lần tiến đạo lụt sâu những hàng người này nếu gặp hàng thiền thấy thức đồ dùng đạo bậc cho hoặc là đồ dùng đạo bậc cả bởi vì hàng thiền thức đó có sức khỏe rất mạnh là còn khiến giảm nhiều được làm cho người đó mạnh lên nếu ra khỏi buồn lầy để lấy bằng phật rồi phải sẽ nghĩ đến con đường hiệu sự đó mà đừng biết vào đó nữa bạch Đức Thế Tôn con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đề làm việc ác bắt đầu từ mạnh miệng dần dần đến vô lượng để chúng đều sanh theo qua phải thành lành đó hằng chân hòa cha mẹ hằng tính tội thuộc làm việc lành để giúp tiền đồ cho người đó hoặc đeo phong lòng hoặc cấp đường dầu hoặc việc đồng tung kinh hoặc là tụng dường hình tượng Phật Bồ Tát hoặc là niệm danh hiệu chữ Phật Bồ Tát hoặc nắm nhiều bất cứ Phật làm cho một danh hiệu thấu qua lập tán người đó hoặc nói một cách nghe miệng từ nghe miệng ác của người đó đã để tạo suy tiền nhận quả báo sống nhờ hằng tính tội thuộc tứ tạo những thành đạo cho nên tất cả tội chuyện phải đều tu sạch như sau khi người đó được chết trong 49 ngày vì người đó mà tu tạo phật lành thờ có thể làm cho người đó được sinh những quả trời sinh là người thực sự rất vui sướng mà những người thân thiện cũng được vô lượng lợi ích vì lẽ đó đến nay con đổi được Đức Thế Tôn trời đồng với thần tạo mọi chủng người còn phía nhân có lời tuyên bảo rằng chúng sanh những quả nhân của đề khi có người thân thiện mất phải tưởng thần giờ có diệt hại giờ tạo nghiệp chẳng lành cùng những tệ lệ của thần cầu cùng mới quả vì sao thế vì việc diệt hại cho định tệ lệ đó chẳng đáng lợi cho người thiệt cả thì tạo thêm nghiệp duyên cho người đó nào thêm thôi giả sử đời được hoặc đời này người đó đang không quả được sinh quả trời của người nhưng bởi lúc lâm chung hàng thân tưởng tục tạo nghiệp chẳng lành nên làm cho người đó bị ước lụy đổi biên chầm qua chỗ làm thuộc là lớp sinh tưởng người đó chưa làm được phật làm gì thì các nghiệp ác họ đã lấy tạo ra mà họ bỏ khổ lên địa ngục hàng thân tưởng tục họ bảo nó đạo đạo hàng thân tưởng tục tự nợ làm cho tội người đó nặng thêm cũng vì như có người xa xử đến tuyệt đến thật là bao ngày đồ gạo trên vai nặng trăm cân bỗng gặp kẻ lưng cần gợi đồ vật nợ vì thế làm cho người xa xử đó càng cũng đổ nặng nề thêm bậc Đức Thế Tôn con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đề làm việc bằng 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 sự long giọng được phục các đầy đủ tất cả chúng sanh đó đều từ mình lợi ích cả trường giả bạch hỏi khi Đức Phật khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong trong pháp cổ có một vị trưởng giả tên là Đại Diện vị trưởng giả này từ lâu chứng quả vô sanh thiền hướng trưởng giả của đội chúng sanh trong mười phương ông chắp tay cung kính thương ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong quả năm giới phù đề nếu có người nào sắc bằng chúng mà hàng thân quyển phải lớn người nhỏ vì người chết đó tu cả công đức thiệt tác cũng dường tạo như vật lành từ người chết đó có được lợi ích cũng được giải thoát chăng kẻ còn người mất đều được lợi ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo rằng nay tôi vì chúng sanh ở hiện tại vì lai và nước hóa thần đức phật mà nói lời vật đó này ông trưởng giả trong đời sau như có chúng sanh nào khi sắp mạng chúng bằng nghe khẩu danh hiệu của Đức Phật Bồ Tát hoặc một danh hiệu của một vị Phật không luận là cộng tội hay không tội tất cả đều được giải thoát cả
Như có người nam người nữ nào nước sân tiền không làm việc lành mà lấy ghế để những tội ác sau khi mặc chung cha mẹ hàng thân ngưỡng thuộc. Tu tạo phật làm tu nhân thần đạo thời trong bát phần công đức thời người chết đó nhiều đằng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người hiền lót tu tạo đó. Vì có thể trên đây những người thiền nam thiền nữ trong quả những nam người ở hiện tại vị lai khi nghe lời nói vừa trên nên cố gắng tu hành mà tròn hợp phần công đức con quỷ diệt vô thường kia không hề mà đến thần hồn vô bộ nghịch ngờ trong 49 ngày như ngay như biệt ở các tế sự đều biểu lộ nghiệp quả khi mà chưa sau khi thập định xong thời bảy điều là khi thập định xong thời trang nghiệp mà thọ lấy họ báo khi mà chế biệt bá làm sáu đạo bốn lần sầu cuộc còn đã bạc đạo thần hồn người chết đó chưa được thọ xong trong 49 ngày trong món hàng thân quyển thuộc làm việc làm để cùng vực cho quá khoảng 49 ngày trở theo nghiệp mà thọ lại còn báo điều đó là kẻ có tội thời trải quá tám nghìn năm không lúc nào thọ quả còn nếu là kẻ phạm tội vô dương thời bài đò là địa ngục chỗ của tám nghìn chết mất kiếp là nhận đề ông trưởng giặc như thế, trong đời sống nhất trong quả dưới phù đề như có chúng sanh cái tội phạm như thế mạng chung mà hàng thân quyển cột nhục làm cái gì giúp phước lành cho người đó trong lúc mà sứ sẩm đến rồi hoặc đứng lúc nào chờ để được đào được ra được đáng hết đức những thứ chứ những phật cùng tăng không được ăn được nữa không tính sạch cái lượng thờ người chết đó chứ chẳng được mai phật nào cả còn nữa như tính sạch cái lượng những phật cùng tăng thờ trong bản thân công đức thờ người chết đó nhờ đàng một phần vì cơ thể đến đây những người trong quả dân bồ đề khi cha mẹ thân quyển mất nên làm cái cũng dường chỉ tâm cổ thật những thời kẻ còn người mất đều được lợi khi ngài Địa Tạng Bồ Tát loại lời này đến khi phải cũng trời đã được có vô số na giới tháp quỷ thần phạt tâm bồ đề vô lượng có cả đường vui mừng vẫn lời dạy làm lễ mà nuôi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát một nguyện phẩm bài hết kinh Địa Tạng Bồ Tát một nguyện các vua Im La người khen phẩm thứ tám vua Im La cùng quỷ vương huân tập lúc đó trong dạy nội thượng vi có vô lượng quỷ vương cùng vua Yam Na lên cung trời đáo lời tới chỗ đức phật các quỷ vương đó là đại ác quỷ vương đa ác quỷ vương đại trận quỷ vương bạch hộ quỷ vương biểu hộ quỷ vương xích hộ quỷ vương điểm quang quỷ vương lang nha quỷ vương đàm thủ quỷ vương phù thạch quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ hòa quỷ vương chủ phượng quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ xuất quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thủ quỷ vương chủ nhiều quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ mạng quỷ vương chủ tịch quỷ vương chủ hiểm quỷ vương tam mục quỷ vương tự mục quỷ vương ngũ mục quỷ vương tiền đời xuất vương đại tiền đời xuất vương tiền đời xuất vương đại tiền đời xuất vương anata vương đại anata vương những đại quỷ vương như thế mỗi quỷ vương đều có các thể quỷ vương trong quản giới phù đề đều có chức trách đều có phần chủ trì các quỷ vương đó cùng Vua Im La lên cung trời đó lời đừng có một phía Vua Im La bạch Phật bảy giờ Vua Im La bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn chúng con là hàng quỷ chúng con cùng các hàng quỷ vương hóa thần Đức Phật vào ánh lịch này Địa Tạng Bồ Tát lên cung trời đó lời này có mà cũng vì chúng con có phước làm vậy nên chúng con có chủ việc thế giới giảm bạch Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho Đức Phật bảo Vua Im La rằng cho các ông họ ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ Vua Im La chiếm ngược Đức Thế Tôn. Họ ngoài là người Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Con xem xét người Địa Tạng Bồ Tát trong sáu đường dùng đấm những phương tiện để cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần thông không thể nghĩ bàn nhưng tại sao chúng sanh vượt thoát khỏi tội khổ không bao lâu rồi đọa vào ảo đường nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần lực không thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại sao chúng sanh cũng nướng vào đường lành được giải thoát mãi mãi của xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho Phật giả sợ nhất Đức Phật bảo Vua Im La rằng chúng sanh quả như của đề tình có thỏi dài có sữa ai Địa Tạng Bồ Tát đây tại qua trong nền kiệt của vật chúng sanh đó làm chúng sanh được giải thoát những người tôi gặp mắt tôi bảo cái đò lượng lớn ai Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương tiện nhuộm sạch tội bất nghiệp nhưng làm chúng sanh đoạn nghiệp về đời trước tại vì chúng sanh quả như của đề kiệt nhân ác mà người làm những người đó phải ác đạo không bao lâu là trở lại nữa làm một lòng cho ngài Địa Tạng Bồ Tát lại có nhiều kiệt của vật chúng sanh đó vì dưới có người quên nước nhà mình đi thật vào con đường hiệp trong con đường hiệp đó có rất nhiều phật quỷ già xoa cùng gặp là hồng xỏ sứ tự rằng bạc bà cả người lạc đường đó đi vào trong con đường hiệp trong giấy lạc này sẽ bị hại có một thiền vì thiền thức có pháp luật lạc có thể ngắn chặn được sự hại cùng gặp là quỷ già xoa rằng đó chợt gặp người đi lạc vào con đường hiệp đó bèn bố rằng ô hay nè ông kia có những gì đi vào con đường hiệp làm này ông có pháp luật là gì có thể ngắn chặn được sự gặp hại chắn người lạc đường nghe lời hỏi của trên mời biết là con đường hiệp nào bèn lèn lướt được là đường ra khỏi con đường hiệp nào đó vì thiền thấy tất tẩm giá chấp nhiều dẫn dắt người đó ra khỏi con đường hiệp định con đường tục làm giá hậu mà bảo rằng này người lạc đường từ nãy trở về sau trở đi vào con đường hiệp nào đó lượt ai mà vào con đường hiệp nào đó ắt họ ra khỏi hẳn lại còn tụng đến tình mạng người lạc đường sinh lòng cộng đồng lúc từ biệt nhau vì ý thức còn giảm thêm nếu ông gặp kẻ quen người thân người ấy đường hoặc trái hoặc gái ông bảo cho một việc con đường đó rất nhiều sự độc hại và đó ắt tụng tình mạng để họ tìm vào chỗ chết vì thế ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn hướng sọ chúng sanh một chúng sanh được sinh lên quả trời quả người
thực sự cứu sửa cuộc đời. Những cuộc sống ở cuộc đó khi đã biệt lá còn không được hạ nhiệt rồi, không còn chặt còn được còn được. Như người lạc đường kia, đi lạc vào có được việc, gặp tiền đấy tức giận dắt lá rồi, không bao giờ còn lạc vào được. Gặp được người khác lại bảo rằng chữa đi vào không được việc nào đó, từ nói rằng mình là người lạc đường, nay được lá quả rồi, chẳng học, không còn vào đường đó được. Nếu là còn đi vào, thời làm còn mấy lần không biết con đường mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đầy hướng đất mà. Như chúng sanh thì đòi vào ạc đọc, ngài địa làm Bồ Tát dùng các người phương tiện để phụ vật chúng sanh đòi được giải thoát, sinh đến quả, sinh vào quả trời. Nhưng không bao lâu lại đòi vào ạc đọc được. Nếu như chúng sanh kể nghiệp ạc quả nặng, thở mà trong địa ngục không lúc nào thoát khỏi. Quỷ vương bày thần nguyện bày giờ ạc đọc quỷ vương chấp tác tính tự bạch cùng đối vật trầm bạch các thể tôn. Chúng có là hàng quỷ vương sổ đông nhiều vô lượng, trong quả dưới phù đề có vì làm đỡ cho người, có vì làm tổn hại cho người, mỗi một đều không giống nhau. Nhưng theo nghiệp báo của nhiều chúng có đi qua thể giới ác nhiều lần đi. Đi qua sân nhà thành tập xóm làm đường vườn buồn nhà, thấy kẻ trái người lại nào làm việc làm bằng sợi lông tóc, hoặc trái một loại pháp một bộ cải chủ hướng chủ khoa cùng dường tượng Phật Bồ Tát, đọc tùng cung kinh độ hướng độ khoa cùng dường một bề kỳ một tấn chính. Thời hàng thủy vương chúng con làm lễ người đó nhất định lễ đức Phật thời quả cử hiện tại vị lai. Chúng con truyền cả hàng thủy vương họ ấy lực lượng đều có thiết tắc đức đa đều có hội điều một thời gì không để nhận việc. Nhưng không để những việc bệnh tật hiện nhập, những sự không vừa ý đến nhà người đó ở để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay hay thay, cả ông cùng nguyên đã ủng hộ người thành nát trần lực. Ta cũng truyền phàm vương để thích hồ về cả ông. Trụ mạng trần thưa, khi Đức Phật nói lời đến vừa sống trong pháp hồi có một vị quỷ vương tên là trụ mạng. Bạch cùng chấp tác cũng tỉnh bạch cùng Đức Phật rằng bạch đức thể tôn. Bộ nghiệp duyên của con là cá chọn tuổi thọ của mọi người trong quả giết vô đề. Khi sanh thế tử con đều quá biệt đó, nhưng vì cứ theo nơi bộ nguyện con tất cả chúng sanh đều lớn lớn, nhưng vì chúng sanh không hiểu con nên cứ sanh cái tự chẳng nữa một tại làm sao tiền lúc sinh nở nên làm mình cái hạ người trong quả nhiên phụ đề khi mới sinh con một lời con tăng như lại khi sắp sinh nên làm việc lành làm cái nhà cửa vui mừng nhà cửa lợi cái nhà cửa thổ địa vui mừng không sợ làm cho mẹ người con đều được ăn vui hàng thân cửa thổ cũng được thuận lợi hoặc khi đã hạ sinh rồi chợ gia hạ sinh vật cung cấp thực phẩm tươi ngon cho sẵn mà ăn cũng đừng ngồi họp thân viện cũng rượu ăn thịt cá sát đằng sáu. Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số má quả quỷ dị tâm nguyện mượn ăn thịt tâm nhờ sớm con đã xá lệnh nên hợp đầu địa làm cho mẹ người con đều được ăn vui chẳng gì lợi người đó đến khi được ăn uống rồi chẳng lại phải làm việc làm đền đạp công ấn thổ địa tại hà để giải hạ sinh vật hồi học tính viện vì lẽ này làm tội lỗi tức phải bỏ từ thọ lại lái vào mẹ con đều tội lúc kịp nhất tu phước người trong quả diễn phù đề khi sắc mặt trong không ngừng lại phải làm điều gì con đều muốn chuẩn sáng đó hoặc phải ác đạo. Còn nữa là chúng sanh khi sanh tưởng làm việc là để đốt thân quả thật cho con. Trong quả duyên phù đề những người làm là đến lúc hoàng thiếu hồn họ đắm thân thức quỷ ác quỷ nhờ ra hình dáng này dẫn đến cả hàng tưởng thuộc những giác tỉnh hồn hoặc người đoạn nào. Còn lúc sanh tưởng người đoạn là vào thành nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh khi chấp bằng chúng thần hồn thần thức hôn mê không luận lệ là điều giữ cái đèn mắt cùng tay không thể ngay gì hết hàng tấn tưởng thuộc của người thân tuyển đó nên làm cái cũng dường chỉ tấn cổ thực niềm danh xuất niềm danh hiệu chức phật tu tạo những phúc lành thời có thể làm cho người đó được thoát khỏi ác đạo các thứ ma quỷ ác thần phản liều lưu tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh trong quả diêm phù đề khi sắp bằng chung mà nghe danh hiệu Đức Phật Bồ Tát hoặc một câu huấn địa đại thừa con xem xét người đó trừ năm tổ quốc giả cùng các tổ sát hại các tổ nhỏ nhỏ các phải điều đáng lại bị đưa vào ác đạo phải điều hoặc phải cả. Đức Phật căn dặn bây giờ Đức Phật bảo tụ mạng bị vướng trọng ông vì gọi lòng đại từ nên phát ra lời thuyền nhường lớn làm ích chúng sanh trong khi sanh thế tử như thế trong đời sau như có người nam người nữ nào lúc mạng chung ông trở lặng với lời nguyện đó ông làm cho họ được giải thoát mãi mãi được an vui tụ mạng quỷ vương bạch cùng nữ rằng bạch Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn chịu lo trọn đời của con ủng hộ chúng sanh trong quả diêm phù đề khi sanh thế tử đều được lợi cả chỉ trong mong chúng sanh làm theo lời con đã tin theo lời con nói trên để tất cả đều lợi lớn Đức Phật thọ kỳ cho tụ mạng bây giờ Đức Phật bảo ngài điều tàng Bồ Tát rằng vì đại quỷ vương này trải qua trăm nghìn đời làm quỷ vương ủng hộ chúng sanh lúc sanh tử đó là một vị Bồ Tát vì lòng từ bi hiền thánh quỷ chúng phải quỷ quả phải 170 kiếp được ông đó trở thành Phật hiệu là vô tưởng như lai kiếp đó là an lạc quả được là tình trụ thọ mạng của Đức Phật đó tình nguyện số kiếp cũng thể đến hiểu được này địa tạng Bồ Tát nhận sự của đại quỷ vương đó cũng thể đi bằng như thế tất cả hàng trời người được về đều đó cũng thể làm được kính địa tạng Bồ Tát nguyện phẩm tám thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện xưng danh hiệu chư Phật Phẩm Thừa Chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát
Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Hỡi Tôn, nay chúng con vì chúng sanh trong sáu đường mà muốn vô bài lễ, làm trong đường sinh tự được rất lớn của xin Đức Thế Tôn cho phép con ở đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nếu ông muốn khởi lòng từ bi thương xót chúng sanh trong sáu đường mà muốn nói những sự chẳng thể nghĩ bằng, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có làm xong nhiều đó, ta giờ có vào Nhật Bản cũng phải lo nghĩ đến chúng sanh trong hiện tại như lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nam mô Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây mà sanh tạm thời sanh lòng cũng tỉnh, thời người này được phát hồi trụ thân tự trong vòng 40 kiếp của nữ lại vậy đó. Thần tượng cũng dường tạm thắng, thời người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sát số về kiếp về quả khứ quán Đức Phật ra đời đều là Bụ Thắng Như Lai. Nam mô Bụ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây quy y trong rừng thạch một tay, thường người này không bao giờ thổ chuyện nói đạo vô thượng cảnh giác, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nói đến danh hiệu Đức Phật đây khoảng qua lỗ tai, thời người đã được 1000 lần sinh lấy sáu tình rồi còn được cuốn là chỉ tâm sanh niệm, là bất cả thuyết về quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hồng Như Lai. Nam mô Sư Tử Hồng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nói đến danh hiệu Đức Phật đây mà quy y trong chừng một niệm, thời người này được vô lượng Phật xóa đã thọ kỹ cho, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nam mô Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đạt danh hiệu Đức đây mà chiếm ngưỡng lễ bái tám tháng, thời người này trong 1000 đức Phật ở hiện kiếp được làm vị phạm luôn được thọ kỹ vô thượng cho, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nam mô Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu Đức Phật đây không bao giờ được vào đạo được sinh quả trời quả người hưởng sự thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hà sát kiệt về quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bụng Như Lai. Nam mô Đa Bụng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu đây Đức Phật đây liền được hoặc phải ác đạo được sinh quả trời hưởng thù thắng vi diệu, là về thuộc quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là Bụ Tượng Như Lai. Nam mô Bụ Tượng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu tiền quả A La Hán, lại vô lượng vô số người kể về quả khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tạng Như Lai. Nam mô Ca Sa Tạng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây liền phạm tội tội sinh tử trong vòng 100 đại kiếp, là về thuộc quả khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Đà Thông Sơn Như Lai. Nam mô Đà Thông Sơn Vô Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu Đức Phật đây được vô phần chư Phật nói các màu cho điều lường hành đạo Bồ Đề, là về thuộc quả khứ Đức Phật như Phật Đức Sơn Phật Đức Trị Tạng Phật Đức Tình Chánh Phật Đức Thành Tụ Phật Đức Vô Lượng Phật Đức Diệu Thắng Phật Đức Mạng Phật Đức Nguyện Kiệt Phật, có bất cả thuyết Đức Phật như thế, tất cả chúng sanh ở hiện tại người La hoặc trời hoặc người nam người nữ chỉ niệm danh hiệu Đức Phật thôi đã có vô lượng công đức, vô lượng là sớm niệm điều danh hiệu, người này khi sanh cái tự đạo rất lớn không bao giờ bị đoạt đạo nữa. Nếu có chúng sanh nào sau khi sắc mạng chung mà hàng thân viện nhận đến một người vì người bệnh đó nhận được danh hiệu Đức Phật, người chết đó trừ năm tội vô dạng cả tội nhỏ nhỏ khác tại đều tiêu sạch, năm tội vô dạng kia dù rất nặng nề đáng lại trải qua kiếp không lúc nào thoát khỏi quả cụ, nhưng bởi lúc năm chân nhờ người khác đó xứng niệm danh hiệu Đức Phật nên tất cả tội nặng lần lần tiêu sạch. Còn nữa là chúng sanh tự mình xứng niệm danh hiệu, người này đang vô lượng quả lành từ giờ vô lượng khổ. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bụng niệm chuyện trung hết bộ hành Địa Tạng thì nguyện đồng xấu gây bằng chấu sạng được của chúng sanh địa ngục khổ không ngừng kính tịnh thiền thành khỏi mất khổ tầm luân. Nam mô thiền một trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bộ niệm quyền trung hiện.